Chào đón quý vị đang đến với chương trình Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2561 được tổ chức tại Chùa Pháp Luân vào ngày 28 tháng 5 năm 2017. Xin mời quý vị cùng đến một vài hình ảnh mà nhóm phóng viên của chúng tôi tại thành phố Houston, tiểu bang Texas ghi nhận sau đây. Trong ngày Chủ nhật ngày 28 tháng 5, Đại lễ Phật Đản diễn ra vào lúc 10:30 sáng trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh. Chương trình Đại lễ khởi sự với lễ trai tăng, pháp ngữ Đại lễ rằm tháng 4, nghi thức chánh lễ và thông điệp Phật Đản. Giáo hội đã giới thiệu giáo trình Phật học với tác phẩm Những lời Phật dạy và kinh tụng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất với nghi thức của hai truyền thống Bắc Tông và Nam Tông. Ngoài ra, trong Đại lễ Phật Đản còn có lễ mộc dục, cơm trưa của đại chúng. Đã có rất nhiều quý đồng hương đã tề tụ về đông đủ dưới mái chùa thân thương, cùng nhau tham dự đại lễ năm nay, nguyện cầu hồng ân Đức Phật phổ hóa muôn loài chúng sinh. Của Đức Thế Tôn ra đời trong vườn Lâm Thị Ni rất đẹp, và trong sự hân hoan của chư thiên và nhân loại, chư thiên đã dùng hai dòng nước, một đống một lạnh hòa lại với nhau để tưới tẩm lên kim thân của Bồ Tát Sơ Sinh. Và hình ảnh hai dòng nước tưới tẩm lên kim thân của Ngài đã trở thành một nguồn cảm hứng bất tuyệt cho những người Phật tử khắp nhiều mức độ ở trong nhiều thế hệ. Mỗi ngày lần mùa Khánh Đản trở về thì chúng ta dùng những giọt dòng nước tịnh thủy để tắm lên Đức Phật, để nói rằng chúng ta vui với sự ra đời của Đức Phật, chúng ta hân hoan vì chúng ta có hiện diện để cảm nhận sự ra đời của Đức Phật. Được biết rằng trong suốt 5 ngày từ 23 đến 27 tháng 5 năm 2017, cuộc triển lãm đặc biệt với 28 tôn tượng Phật tiêu biểu truyền thống của nghệ thuật 12 quốc gia Phật giáo nhằm nói lên sự cảm nhận hình ảnh từ bi, trí tuệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Thế Tôn nhân lễ Phật Đản năm nay, Phật lịch 2561, đại diện cho Chùa Pháp Luân. Sư thầy trụ trì Thích Giác Đản có vài lời chia sẻ. Thưa quý vị, trong lễ Phật Đản năm nay đó, tại thư viện chùa Pháp Luân chúng tôi có giới thiệu 28 pho tượng Phật đến từ 16 quốc gia Phật giáo khác nhau. Tất cả đều là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà thưa quý vị, đặc biệt khi mà chúng ta quan sát kỹ thì mỗi một tượng Phật mang một cái đường nét văn hóa riêng. Hình ảnh của Đức Phật ở tại Ấn Độ là một ảnh của bậc giác ngộ, toát lên cái nét minh triết. Nhưng mà hình ảnh của Phật giáo Đức Phật ở tại Tây Tạng thì mang một cái sắc thái rất là thiêng liêng, có một cái quyền lực và quyền lực của một đấng siêu phàm. Trong khi đó Phật giáo Nhật Bản tạc tượng Phật thì mang nặng tới cái trầm tư nhiều hơn. Và đôi khi thưa quý vị, chỉ có một người đến ở tại chỗ trong những giờ phút rất là yên lặng để quan sát thì mới cảm nhận được. Nhưng mà chúng tôi tin một cái ý nghĩa rất là quan trọng rằng Phật giáo có mặt ở tại quốc gia nào làm giàu có thêm nền văn hóa của xứ đó, và những người đó rất có thể cảm nhận về Đức Phật dựa trên cái vốn liếng văn hóa tâm linh của mình, thì điều này là một điều quan trọng. Như trong đại lễ Phật Đản này có bao nhiêu người trong hội trường, nhưng mà mỗi chúng ta đó cảm nhận Đức Phật từ cái góc cạnh rất là riêng tư của mình, và điều đó cần được trân trọng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chỉ có chúng ta hiểu được cái văn hóa của mình, từ cái văn hóa của mình cảm nhận cái khác, thì chúng ta mới có thật sự có đủ cái vốn liếng để mà hiểu được. Chúng tôi mong rằng quý Phật tử, quý quan khách, quý đồng hương về tham dự Đại lễ Phật Đản năm nay ở tại chùa, bỏ một ít thời giờ để vào thư viện để chiêm nghiệm những cái pho tượng Phật từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Đó cũng là một cái món quà tinh thần mà chúng tôi muốn gửi đến tất cả quý vị. Thank you.
nhân Đại lễ Phật Đản năm nay, nhà thơ Hà Cát đã giới thiệu tập thơ Hán Nôm với những bài thơ viết từ sự tĩnh lặng của tâm linh, nhằm mang một làn gió mới trong nền văn học Phật học, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của người con Việt Nam xa xứ. Cái tập thơ này là cái tâm huyết của tôi khi mới bước chân qua đất Mỹ năm 1980. Thì tôi làm thơ và rải rác từ mấy chục năm nay tới đây bây giờ thì khoảng 40 năm rồi mới ra mắt, in thành một tập thơ ra mắt lần đầu tiên. Tất cả mọi bài thơ trong thi tập này được chính tác giả của nó dịch từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác, nghĩa là tác giả của nó đã sáng tác hai lần, một lần bằng tiếng Việt và một lần bằng tiếng Hán. Cái lạ thứ hai là những ý tưởng cảm xúc trong bài thơ ấy lại bằng bạc không khí của thời xưa, thời của Nguyễn Du, Vương Duy, của Trần Tử Ngang, man man những tư tưởng về thân phận mong manh kỳ bí, có đó rồi mất đó, của kiếp người, của thân như điện ảnh hữu hoàn vô, của ngũ uẩn giai không bát nhã ba la mật. Và cái lạ thứ ba của nó là trong đó có nhiều bài thơ viết bằng chữ Hán nhưng lại viết bằng thể thơ lục bát, là một thể thơ hoàn toàn Việt Nam với lối gieo vận ở giữa câu rất đặc thù của Việt Nam, không thấy trong thi ca của bất kỳ một dân tộc nào trên thế giới, kể cả dân tộc Trung Hoa. Vừa rồi là một vài hình ảnh của nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận về Đại lễ Phật Đản được tổ chức tại chùa Pháp Luân, tưởng nhớ ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ái Hiền rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự với chúng tôi trong chương trình này. Ái Hiền xin chào và chúc cho quý vị có một ngày tràn ngập hạnh phúc và niềm vui. Xin chào tạm biệt quý vị.